Cái bà bác nhà cháu bà mua hoa quả rồi người ta đựng của đứa đó. Cái tháng giờ được mấy triệu? Tùy chú ạ, mình cắm nhiều được nhiều, có tháng 90 triệu. Thế là cũng được rồi, có thể là được. Thế là được rồi, 90 triệu là 8 triệu cũng được, nhưng người nhà quán phí được quân là được. Và mình có thời gian nên mình ngồi mình cắm nhiều. Nhưng mà đến tháng thì cái cắm đạo chứ? Mình lấy trước cũng được chú ạ. Đến cuối tháng đấy chú. Cuối tháng chứ lại đầu mò gì. Thank you.
Xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem.